Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm qua em lên cái clip về cái chiếc đài Sharp 3.7 này thì được anh em rất là yêu thích và kêu review chiếc đài này. Thì như anh em có thể thấy thì chiếc đài Sharp 3.7 này thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Ở trên mạng thì không thiếu gì những cái clip giới thiệu về chiếc đài 3 số 7 huyền thoại một thời những thập niên 80-90. Thì với chiếc đài Sharp GF777 này thì nó là hàng xuất và nó sử dụng nguồn điện là 220V. Nó được bán ở thị trường Việt Nam từ những năm 80-90. Và nói thẳng là những nhà ai mà giàu có thì chắc mới mua được. Chiếc đài này ngày xưa thì chắc phải bỏ ra một cơ số vàng rất là nhiều thì mới sở hữu được vài cây vàng chứ không có ít. Thì anh em có thể thấy thì chiếc đài này nó chơi được hai cửa băng. Nó chơi được hai cửa băng rồi radio FM 108. Và nó khác những cái dòng đài của Nhật là những cái chữ ở trên này nó đều bằng tiếng Anh hết và dễ sử dụng. Con đài Sharp 3.7 này thì nó sẽ sở hữu loa hai đường tiếng cộng thêm một cái súp nằm ở giữa này. Anh em có thể thấy nó là subwoofer. Đó. Đây là cái tiếng của con này, nó rất là khỏe, rất là hay. Và anh em có thể thấy cái mặt trên này của nó là mặt trắng, khác với cả những cái dòng của Nhật. Ví dụ 909 thì cái này nó sẽ là màu đen. Đó. Hàng về thì rất là đẹp. Mấy chục năm tuổi rồi nhưng mà chất âm cực kỳ hay. Con này thì anh em có thể chơi được những cái thể loại băng như là băng lomo, băng tép 2, chrome hoặc là băng metal. Ở đây em có một cái cuốn băng metal. Anh em hay hỏi băng của bên em nhiều thì anh em có thể thấy băng metal là cái băng mà có đến 1, 2, 3, 4, 5, 6 lỗ. Anh em thấy có hai cái lỗ ở giữa này. Đấy. Thế là nó những là dòng băng metal. Còn một số cái dòng băng khác nữa. Giống như là dòng của TDK. Anh em có thể thấy đây là cái băng TDK rất là xịn sò này. Đấy. TDK SRX. Nó là dòng tép 2 chrome. Đều là những cái dòng băng cực kỳ tốt. Không những vậy anh em có thể thấy chúng ta còn có những cái băng xịn sò nữa. Đấy là những cái cuốn băng này là cuốn Maxell XL2 gạch S. Đều là những cái cuốn mà gọi là xịn sò. Tem vàng. Quá đẹp. Thì con đài này thì nó chơi full chức năng. Bây giờ em sẽ test cho anh em về chất âm của nó. Còn đâu về tính lịch sử hoặc các thứ thì em không nói nhiều, tại vì có rất là nhiều clip nói về con này rồi. Anh em chơi dòng Sharp 3.7 này thì quá là hiểu từ giá trị của nó cho tới cái giá tiền nó sẽ như thế nào, một con hàng bờ như nào, con hàng bãi như nào, một con hàng e bay thì nó như thế nào. Em cũng không có nói nhiều thêm nữa. Đấy. Rồi giờ test nhạc cho anh em nghe. Băng nhạc Duy Khánh Hải Ngoại số 2 mang chủ đề Một Mai Giả Từ Vũ Khí, gồm những tác phẩm đặc sắc của Trịnh Lâm Ngân nói về quê hương, tiếng rất tình là yêu hay. và tuổi trẻ trong những tháng năm dài ngút ngàn lửa khói. Những ca khúc này do chính Trịnh Lâm Ngân và Duy Khánh tuyển chọn được diễn đạt vào đây với tiếng hát. Những cái dòng 3.7 này cơ của nó rất là ngon. Sai, không có là sợ bị chế độ metan này, global carom metan. Rồi có một ngày sẽ một ngày kinh khiến vàng, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo em ơi. Nghe rất là phê.
vậy là em giới thiệu xong cho anh em cái chiếc đài sáp 3.7, e căng các thứ đầy đủ hết, hàng rất là đẹp. Trên này thì nó là radio, trên này nữa thì là line in. Sóng thì anh em có thể dò bên này. Ok, cảm ơn tất cả anh em nhá.